Chào mừng quý đại lý và các bạn đã quay trở lại với đèn LED King LED. Và tôi là Thảo Linh, rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị trong video review đèn ống bơ chiếu rọi Peridot OBR SS ngày hôm nay. Đèn ống bơ chiếu rọi Peridot được thiết kế hình trụ tròn thon dài tinh tế và được lắp nổi trên trần nhà, bao gồm cả trần gạch cao và trần bê tông. Mang mã sản phẩm OBR SS Series và sở hữu mọi ưu điểm nổi bật của các dòng đèn LED khác trên thị trường. Đèn ống bơ Peridot là giải pháp chiếu rọi hoàn hảo dành cho những ai không muốn khoét lỗ làm ảnh hưởng tới kết cấu vốn có của trần nhà. Trước mặt Thảo Linh là bộ sưu tập đèn ống bơ chiếu rọi Peridot đầy đủ màu vỏ, kích thước và công suất. OBR SS 15W hai màu vỏ đen trắng, ánh sáng đơn sắc, trắng, vàng, trung tính. OBR SS 20W hai màu vỏ đen trắng, ánh sáng đơn sắc, trắng, vàng, trung tính. Về cấu tạo, đèn ống bơ Peridot bao gồm các bộ phận chính, mặt đèn. Mặt đèn là mặt kính quang học trong suốt để tạo hiệu quả cao nhất trong chiếu sáng, có khả năng chống va đập, chịu lực từ bên ngoài, giúp bảo vệ phần chip LED bên trong. Phần chóa đèn bo cong tròn với góc chiếu rọi 30 độ, giúp tăng chiều sâu và tạo hiệu ứng chiếu rọi, đạt đến mức độ hoàn hảo nhất cho không gian. Thân đèn được làm bằng kim loại nguyên khối dạng khối trụ bền chắc, chống méo, móp. Bề mặt thân và viền đèn được phủ một lớp sơn tĩnh điện cao cấp, từ đó giúp đèn tránh khỏi các tác nhân ăn mòn, oxy hóa. Chip LED, đèn LED ống bơ Peridot sử dụng chip LED Samsung thế hệ mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng so với các thế hệ chip khác. Đồng thời, đèn có độ hoàn màu CRI lớn hơn 90 trong màu sắc vật thể được chiếu rọi chân thực, sống động và đầy tươi mới, tạo điểm nhấn ánh sáng thu hút cho mọi không gian. Cũng giống như những sản phẩm đèn LED chiếu sáng khác của King LED, ống bơ Peridot cũng có nhiều những ưu điểm nổi bật mang cả tính riêng. Mời quý vị cùng Thảo Linh tìm hiểu những ưu điểm của dòng đèn này trong hai lĩnh vực là chiếu sáng và trang trí. Trong chiếu sáng, đầu tiên phải kể đến là Peridot có hiệu suất phát quang lớn với màu sắc trung thực. Nhờ ưu điểm này mà đèn ống bơ chiếu rọi thường xuất hiện trong các không gian cần nguồn sáng lớn, ổn định và có khả năng tạo hiệu ứng như showroom, cửa hàng thời trang, trung tâm thương mại, sảnh khách sạn thì đèn ống bơ vẫn là lựa chọn hàng đầu. Tạo ra nguồn sáng mạnh, chiếu điểm hoàn hảo cho không gian. Nguồn sáng từ đèn ống bơ tạo ra có sự tập trung và ánh sáng mạnh. Khi kết hợp chiếu sáng trong không gian sẽ mang lại hiệu ứng ánh sáng hoàn hảo. Có tính thẩm mỹ cao, nhờ thiết kế nhỏ gọn, sang trọng nên dù lắp nổi nhưng đèn ống bơ vẫn khiến không gian trở nên tinh tế, hiện đại hơn, tuổi thọ cao và tiết kiệm điện năng. Tuổi thọ của đèn đạt đến 50.000 giờ chiếu sáng, không hạn chế số lần bật tắt. Ngoài ra, đèn còn được bảo hành 24 tháng đổi mới với các lỗi đến từ nhà sản xuất. Trong trang trí, đèn ống bơ được dùng nhiều trong trang trí, có thể dễ dàng bắt gặp đèn ống bơ tại các phòng triển lãm tranh hoặc các gian hàng trưng bày nổi bật bởi khả năng tạo hình của ánh sáng. Phù hợp với nhiều không gian, nguồn sáng tập trung, màu sắc đa dạng, trắng, vàng, trung tính. Đèn ống bơ thích hợp sử dụng trong nhiều không gian khác nhau, tùy vào gam màu chủ đạo của khu vực cần bố trí ánh sáng theo sở thích mà chúng ta có thể lựa chọn màu ánh sáng sao cho phù hợp. Ngoài ra, nếu quý vị yêu thích sự tương phản hơn trong bố trí không gian ánh sáng, hãy thử trải nghiệm đèn ống bơ Peridot, chắc chắn quý vị sẽ ngạc nhiên bởi hiệu ứng tuyệt vời mà nó mang đến. Đèn ống bơ Peridot được sử dụng phổ biến trong chiếu sáng và trang trí nội ngoại thất phù hợp trong không gian quầy bar, chiếu rọi tranh, chiếu rọi vật thể, trang trí sảnh, hành lang, ban công, tạo không gian hiện đại, nổi bật, ấn tượng. Đèn LED ống bơ chiếu rọi Peridot OBR SS đã được King LED phân phối đến các đại lý. Quý khách hàng có thể đến trải nghiệm trực tiếp sản phẩm ở hệ thống đại lý của King LED trên toàn quốc. King LED luôn đổi mới nhằm mang đến chế độ bảo hành tốt nhất cho khách hàng. Tiền phòng bảo hành điện tử và bảo hành tại nhà 24 tháng đối với khách hàng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập website kingled.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại 1900 63 36 69. Xin cảm ơn quý đại lý và các bạn đã theo dõi. Hãy nhấn nút like video và subscribe để có thể nhận được những thông tin về các giải pháp chiếu sáng mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.